Ôi rồi ôi, cây mai tứ quý trong vườn nhà anh toàn thu đây. Toàn khu này toàn mai tứ quý mà toàn những cây cổ, cây to đại tướng. Sướng thế chứ nhỉ. Như cái gốc cây này kéo đường kính dễ phải đến 20 phân. Hơn đấy, 25 phân đấy. To thật đấy. Đây là cây ổi ta. Cây này to kinh khủng nhỉ. Cây người ta gửi ạ. Vâng. Đây là một rừng mai tứ quý của anh Toàn. Toàn những cây khủng. Những đống bao tải sơ dừa kìa. Để đưa xuống dưới bệ cây. Sơ dừa với phân bò khô. Một bệ cây xanh đã được nằm trên một khối đá liền khối. Một tác phẩm tây tán sẽ hoàn thiện dần dần.
Đây là những cây xanh bên cạnh rừng mai tứ quý của anh Toàn Đô La. Những cây mai hoa vàng quanh năm, sau đó lại kết quả đỏ rực. Quả rơi xuống đất, lại mọc lên những cây mai tứ quý con trên các búi sơ dừa. Đây là những cây mai tứ quý đã được mọc lên từ những quả mai rất là hay. Đây. Anh Hai Lúa chìm đắm vào trong vườn mai tứ quý của anh Toàn mà không biết khi nào mới được với chiêm ngưỡng được hết. Nhiều kinh khủng. Cây đa đây mới là thể hiện được một góc vườn. Hương Sắc Đỗ Sinh xin chia tay với vườn cây của anh Toàn Đô La để đi vào thăm dinh thự riêng của gia đình. Nơi đó có một khu vườn cây di sản. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn vào YouTube, vào kênh Hương Sắc Đỗ Sinh để ủng hộ, đăng ký và chia sẻ kênh. Xin cảm ơn.